TNEX là ứng dụng ngân hàng số thông minh giúp bạn đăng ký tài khoản ngân hàng online, nhanh, đơn giản. TNEX còn giúp bạn chuyển khoản nội bộ, chuyển liên ngân hàng nhanh, miễn phí. Hãy tải ngay ứng dụng TNEX để có những trải nghiệm thú vị hơn nhé. Thông tin ứng dụng TNEX, nền tảng Android, dành cho tất cả các nền tảng iOS 13.0 trở lên dung lượng Android 55 MB iOS 144.8 MB, loại ứng dụng tài chính, nhà phát hành Meritam Bank, 7 đặc điểm nổi bật của ứng dụng TNEX. 1. Đăng ký tài khoản ngân hàng online nhanh, đơn giản, chỉ cần thông qua vài bước đơn giản như nhập số điện thoại, email, mật khẩu, xác thực mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân, chụp ảnh khuôn mặt thì bạn đã sở hữu ngay tài khoản ngân hàng số TNEX. Điều này giúp bạn tiện lợi hơn khi có thể đăng ký tại nhà mà không cần ra quầy giao dịch để thực hiện như những ngân hàng khác. 2. Chuyển khoản nội bộ, chuyển liên ngân hàng nhanh, miễn phí, ứng dụng TNEX cũng cho phép người dùng chuyển khoản nhanh chóng và miễn phí trong nội bộ những người đã đăng ký ngân hàng số TNEX và liên ngân hàng. Tính năng này giúp tiết kiệm được một khoản phí cho những ai thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng nhé. 3. Phương thức nạp tiền đa dạng, đơn giản, bằng tiền mặt tài khoản ngân hàng, TNEX hỗ trợ người dùng nạp tiền qua nhiều phương thức phổ biến và đơn giản như Bằng tiền mặt tài khoản ngân hàng, thẻ ATM Tiện ích này giúp bạn có thể nạp tiền vào ngân hàng số dễ dàng dù là ở nhà hay đến quầy giao dịch của TNEX 4. Dễ dàng nạp, mua thẻ cào điện thoại, đăng ký 3 giờ, 4 giờ, người dùng còn dễ dàng nạp tiền mua thẻ cào điện thoại và đăng ký dịch vụ 3 giờ, 4 giờ các nhà mạng như Zmobile, Mobile, Mobile Phone, Vinaphone. Việc theo ngay trên ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể nạp tiền vào điện thoại bất cứ lúc nào rất tiện lợi và nhanh chóng. 5. Thanh toán hóa đơn điện nước Internet, hóa đơn điện thoại. Tiện lợi, TNEX hỗ trợ người dùng thanh toán các hóa đơn như tiền nước, truyền hình, tiền điện, Internet, di động, tàu xe, máy bay dễ dàng. Tính năng này giúp bạn trả tiền các loại dịch vụ ngay tại nhà. Tiết kiệm được khoản thời gian đến các trụ sở thanh toán. 6. Mua sắm online, đặt đồ ăn dễ dàng. Một tính năng thú vị khác của TNEX chính là giúp bạn mua sắm online các mặt hàng như đồ ăn, thời trang, sách vở, loại hình du lịch. Ngay trên ứng dụng, chỉ cần bạn chọn vào danh mục cần mua và lựa chọn thì bạn sẽ có ngay món đồ mình cần thiết. 7 thống kê, quản lý chi tiêu hiệu quả, sau những tính năng thanh toán dịch vụ, TNEX cũng giúp bạn thống kê lại các khoản đã chi trả. Bạn chỉ cần liệt kê thời gian, số tiền, mục đích chi tiền thì hệ thống sẽ tự động lưu lại và thống kê rất cụ thể. Chi tiết giúp bạn không thể bỏ sót khoản tiêu nào và quản lý chi tiêu hiệu quả.